Rồi kênh Hai Lúa Sông Bắc chào các bạn nha. Giờ cũng hai mấy 3 giờ chiều các bạn ơi. Mình đi cuốn 37 con mối nha các bạn. Mình đặt vô tới cái nhà xanh xanh trong đó là xong nha các bạn. Mình đi cặp bà kinh này vô đó nha các bạn. 30 cái 7 ơi, bữa nay được nhiều nha các bạn. Rồi vô cái đầu tiên luôn các bạn ơi. Đây mình có làm con dây các bạn ơi. Một con dây là mới giấu nè, để sợ bị lạc nha các bạn. Con này nhỏ xíu luôn các bạn. Rồi tới bẫy tiếp theo các bạn. Cái nào xa quá mình cắt nha các bạn. Tại cái chỗ có chỗ nó không có cây có gì mình không có đặt nha các bạn. Rồi dính nữa các bạn ơi. Trời ơi con nhỏ xíu nữa. Rồi đỡ con mới dính. Rồi được hai cái, được hai con nha các bạn. Đây con cái các bạn ơi. Bành cây luôn các bạn ơi. Bữa nay mình đặt mình cũng chắc sáng mình đặt rồi mình không thăm luôn nha các bạn, để chiều mình cuốn luôn các bạn. Tại sáng này nó không có nắng nên mình không có thăm, không có nắng rồi gắn mối nó ít ra cái mình không có thăm luôn. Bỏ tới chiều luôn. Đây được con nhỏ nè các bạn ơi. Bốc cái được ba con nhỏ, con bự luôn các bạn ơi. Rồi tới 7 mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Tới lúc này mình đặt thưa rồi các bạn ơi. Đó mình có làm con dây các bạn ơi. Mình làm dấu rồi. Dính nào bạn ơi. Cái mối này cũng mạnh kỳ nè các bạn. Rồi cái này thấy dính nè các bạn ơi. Con này cũng được các bạn ơi. Mấy đám chuối vậy là có ưa có gắn mối lắm các bạn. Nó trốn trong các bạn ơi. Mấy đám này quá im các bạn. Rồi, dính con chà bá nữa các bạn. Nó eo nữa. Ui kiếm lửa quá trời luôn. Bạch kỳ luôn các bạn. Chỗ này thấy cá gô rụt quá trời các bạn. Đường kinh Lục Bình không các bạn ơi. Bữa nào mình vô đây mình câu mình làm clip mình quay cho các bạn xem nha. Nguyên cái đường kinh Lục Bình luôn nha các bạn. Trong bộ chuối này mình có 1 cái các bạn ơi. Cái bẫy này mình đặt mà con gắn mối nào lôi là mình sợ luôn á. Mình tấn cục đá nè các bạn. Hối thần không. Đá này ký mấy, ký mấy 2 kg nha các bạn. Quá trời bự luôn. Vô cái mối cũng quá trời bự luôn các bạn. Ba lửa luôn. Đây mình có 1 cái nè các bạn. Thấy không dây đó mốt mình có anh cột mình đặt mấy bẫy các bạn. Một con này cũng bành kỳ quá. Bành kỳ luôn.
Tới bộ bộ gáo mình có hai cái nha các bạn. Tháo dây các bạn ơi. Rồi vô thấy có cái bẫy mất tiêu các bạn ơi. Cột đất thôi. Không biết nó lôi đâu rồi. Chắc này nó lôi xuống kinh nữa các bạn ơi. Không biết chỗ nào. Có lẽ là nó lôi nó rớt dưới luôn các bạn ơi, mà không biết chỗ nào nè. Mình kiếm kiếm không có, mình chắc mình mò xuống đó mình mò các bạn. Rồi thấy cái bẫy à. Nó lôi lúc dưới luôn các bạn ơi. Mình thấy bẫy rồi nha các bạn. Nó vô chích queo luôn dưới nữa các bạn ơi. Vô nó toan toan các bạn. Nó rớt đất. Nó lòi bẫy đi các bạn ơi. Nhỏ, con này nhỏ các bạn ơi, chích queo rồi. Nhỏ mà phóng dữ chứ. Ở đây mình có một cái nè các bạn. Con này nhỏ luôn. Chỗ này là đặt thưa, bà này như mình đặt có một cái các bạn ơi. Nghe cái gáo nè, rồi thấy dính nè các bạn. Nó ủi cục đất, nó hất cục đất xuống dưới luôn các bạn ơi. Con này chả bá lửa luôn rồi. Đặt ngay ngay ốc gáo nha các bạn. Thôi mà chiều mấy cái này nó về nó trốn vô ốc gáo các bạn. Bá luôn. Rồi tới cái tiếp theo mình quay nha. Tại bờ này mình hết đặt rồi các bạn ơi. Rồi bẫy này nó lôi không tiêu các bạn ơi. Đây thấy rồi các bạn ơi, lôi đây cái mối nhỏ các bạn ơi. Rồi tới bẫy tiếp theo các bạn ơi. Thấy cái này cũng dính rồi các bạn. Thôi con này nhỏ mini các bạn. Con này bị cục đuôi nó mọc ra nè các bạn. Rồi vô bụi tre đằng cái các bạn ơi. Con này bành kỹ luôn. Mấy ruộng mình có một cái nha các bạn. Rồi, cái này dính nè. Con này bành kia luôn các bạn. Trời ơi con này bị dính bị bành kia bị kiếm bu queo các bạn ơi.
quá hết kiếm luôn, bành kia luôn. Gừa ngoài ruộng con cá nha các bạn. Mấy cái ở đây mình không cột dây. Rồi hai con chích queo luôn, kiến không, cho kiến lửa nè các bạn. Quá kiến lửa luôn. Bự nhỏ. Rồi bảy mục tiêu nữa các bạn ơi. Còn dây không cái bảy mất luôn rồi. Nãy lôi xong luôn rồi. Rồi dây mất 7 luôn các bạn. Rồi tới 7 theo luôn các bạn, mất rồi. Ui, dám nói ngoài chạy bành kia luôn các bạn ơi. Trốn rồi, nó chạy luôn rồi. Rồi xuống góc bạch đằng mình có một cái nha các bạn. Bẫy này cũng bị nó lôi nữa nè các bạn. Hôm nay sao bẫy bị lôi nhiều quá các bạn. Một con bành kia luôn. Cũng còn 4-5 cái nữa mình hết rồi nha các bạn. Dưới đây con cá các bạn. Rồi, tiêu 7 nữa các bạn ơi. Còn 7 thôi. 7 cục đất thôi, không thấy 7 đâu. Không thấy các bạn ơi. Này không biết có bị ai chơi không à. Mấy cái bẫy mình kỳ quá, nãy giờ nó bị lôi rồi các bạn. Vô gốc mít cái nữa các bạn ơi. Cái này còn hai cái nữa là hết nha các bạn. Con này bành kia luôn các bạn ơi. Nãy mất hai cái bẫy nha các bạn. Tới bẫy tiếp theo luôn các bạn. Cái này còn cái nữa nha. Tới đây có một cái các bạn. Rồi con này cũng bự các bạn ơi. Còn cái nữa là hết luôn nha các bạn. Cái này mình đặt xa mình sẽ cắt nha các bạn. Rồi tới cái cuối cùng luôn các bạn. Rồi cái cuối cùng lụm của con chà bá các bạn ơi. Ui, chà bá lửa luôn. Hôm nay vô mánh nha các bạn. Hôm nay mất hai cái các bạn ơi.
nay mất hai cái. Hôm nay mình thăm có một cái hai con các bạn, hình như con rồi. Rồi hẹn các bạn video tiếp theo nha. Nếu hay đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ hai lúa nha. Rồi chào các bạn nha.